Các bạn thử nghĩ đi, nào bây giờ các bạn có thể nào mà lấy được 10 điểm toán không? Điểm văn thì sao? Điểm văn 10 có nghĩa là không bao giờ có luôn. Tuy nhiên thì tiếng Anh thì mình hoàn toàn có khả năng lấy được cái điểm 10 đấy. Chào cả nhà. Tất cả những bạn mà đang có mặt ở đây ơi, hôm nay sẽ là một cái video, một cái livestream không phải là livestream chữa đề như bình thường nữa. Hôm nay thì cô sẽ không dạy các bạn là chữa đề, dạy thì kiến thức gì cả, mà hôm nay sẽ là cái livestream vô cùng đặc biệt. Đấy sẽ là cái livestream mà để định hướng cho các bạn để có được cái lộ trình chinh phục 8 cộng 9 cộng tiếng Anh dành riêng cho các bạn 2K9 như thế nào. Cho nên nha, nghe kỹ này, những bạn nào 2K9 ơi, hãy để khi mà em đã xem video rồi thì em hãy ở lại đây đến cuối video, tại vì cuối livestream này chúng ta sẽ có một phần quà rất là đặc biệt dành riêng cho các bạn chỉ trong hôm nay thôi. Ok. Đầu tiên thì cô sẽ ở đây để làm gì? Cô sẽ nói cho các bạn biết đấy là tại vì sao chúng ta phải có cái livestream này. Tại vì là 2K9 là một cái năm mà cô đoán rằng là các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, được chưa? Đầu tiên thì các bạn sẽ đối mặt với kỳ thi vòng 10, đúng không? Tại sao ở đây cô lại nói là đây là cơ hội duy nhất? Nếu như mà những kỳ thi khác như là những kỳ thi IELTS chẳng hạn, em đóng tiền một lần, em thi không đỗ thì em đóng tiền lại, em thi lại, đúng chưa? Học là thậm chí là đến cái kỳ thi đại học, đúng chưa nhỉ? Nếu như các bạn mà 2K6 chẳng hạn, các bạn đi thi đại học, các bạn ý không đỗ đúng không? Thì các bạn ấy hoàn toàn có cơ hội là làm lại từ đầu, các bạn ấy hoàn toàn có thể là ôn tập lại một lần nữa, thi đặt các bạn khóa sau, được chưa? Tuy nhiên 2K9 ơi, các bạn đang ở đây tại vì sao đây? Các bạn là 2K9 thi vào 10 chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Nếu như em đỗ thì em sẽ học được trường mà em mơ ước, được chưa nào? Nhưng nếu như em trượt nhá thì em sẽ làm gì? Em sẽ đi học nghề hoặc là em sẽ phải học cái trường tư, học phí rất là cao, được chưa? Cho nên cơ hội của em chỉ có một lần duy nhất thôi. Thi đại học hay là thi IELTS hay là thi tất cả những khác thì em có thể làm lại được. Tuy nhiên khi mà đã là thi vào 10 rồi thì em sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Cho nên đây sẽ là cái gì? Đây sẽ là thời điểm quyết định của em, được chưa nào? Thêm một điều nữa cô muốn nói là gì? Tỷ lệ chọn của các bạn năm nay rất là cao. Tại vì sao? Tại vì 2K9 được coi là năm sinh vàng của Việt Nam. Có rất nhiều các bạn trẻ đã được sinh ra vào năm 2K9 này, cho nên tỷ lệ chọn rất là cao. Mà trường học thì vẫn thế, đúng không? Tất cả các trường học thì người ta không hề tăng cái chỉ tiêu lên, cũng không hề mở thêm nhiều trường học, cho nên tỷ lệ chọn sẽ cực kỳ cao. Có những trường chọn 1:2 thôi đã là cao rồi, đúng không? Tuy nhiên có những trường nhá chọn là 1:3, 1:4, được chưa? Cho nên là cái gì? Cái tỷ lệ để vào được trường các bạn cực kỳ ít luôn so với cả những anh chị 2K7, 2K8 thì 2K9 là một lớp cực kỳ là khó khăn. Tại vì sao? Rất nhiều bạn sinh vào năm 2K9 là một năm rất là đẹp, đúng không? Tuổi của các bạn rất là đẹp, cho nên rất nhiều phụ huynh đã sinh con vào năm 2K9 và thế là dẫn đến việc đấy là rất nhiều trường đã rất là ít chỉ tiêu, được chưa? Và tỷ lệ chọn tăng là rất là nhiều. Xin nào, tiếp tục một cái khó khăn nữa của 2K9 là gì? Đấy là đây sẽ là cái năm mà năm cuối cùng của việc là các bạn học theo chương trình cũ. Các bạn biết rồi, đấy là từ khóa 2K10 trở đi thì các bạn học sinh sẽ được học theo sách mới, đúng không? Cho nên đây sẽ là cái năm cuối cùng mà sẽ là gì? Sẽ là học theo chương trình cũ. Cho nên chắc chắn nhá, đề thi tất cả các năm đều như vậy rồi, năm sau người ta đổi mất rồi, cho nên năm nay chắc chắn là đề thi sẽ rất là khó, được chưa? Tại vì là đã quen tất cả cái năm trước đó rồi, cho nên năm nay là năm cuối cùng mình học theo chương trình cũ nên đề thi rất có khả năng rất là khó, được chưa? Cô sẽ lấy ví dụ luôn, đấy là sao? Sở Hà Nội năm nay các bạn vừa mới thi xong, các bạn ở Hà Nội thì vừa mới thi xong thôi, và nhớ này, đề thi năm nay nhá, đề không hề dễ một tí nào, đề vẫn như bình thường, tất cả các đề cả toán cả văn cả anh không hề được coi là dễ, đúng không? Nhưng điểm các trường tăng rất cao, có trường thì tăng 0,5 điểm nhưng cũng có trường tăng đến tận 2 điểm, đấy là một con số rất là cao. Tại vì sao lại thế? Vấn đề là gì? Không phải tại vì đề dễ cho điểm các bạn cao, mà vấn đề là gì? Tỷ lệ chọn cực kỳ cao, và đấy là của 2K8 đúng không? 2K9 của mình thì tỷ lệ chọn còn cao hơn rất là nhiều. Chú ý nhớ nhá, thay vì là cách đây vài năm thì em chỉ cần là gì? Chỉ cần là 8 điểm thôi, 8 điểm 3 môn, được chưa? Thì em đã có thể đỗ vào những cái trường tốt đầu rồi. Tuy nhiên đến những năm 2K9 và đặc biệt là những năm sau này, được chưa nhỉ? Thì các bạn sẽ cần phải được 8,5 hoặc là 9 điểm thì mới có cơ hội đỗ được vào cái trường tốt đầu, được chưa? Cho nên là nhớ nha, mình đang rất là lo lắng, rất là căng thẳng. Mọi người đừng nghĩ rằng là nghỉ hè là mình vui vẻ các kiểu nhá. Không đâu, em đang đứng trước một cái kỳ thi rất là căng thẳng, được chưa? Và thêm một điều nữa là sao? Các bạn thử nghĩ đi, nào bây giờ các bạn có thể nào mà lấy được 10 điểm toán không? Ôi dồi ôi, khó lắm luôn, đúng không? 10 điểm toán cũng nghĩ rằng là 9 điểm đã là mơ ước rồi. 10 điểm chắc là không thể nào mà chạm được đến, trừ khi các bạn là rất là giỏi chuyên toán nọ kia, giỏi giải quốc gia nọ kia thì mới có khả năng lấy được điểm 10 toán, đúng chưa? Còn nếu như điểm toán nhá, cũng nghĩ rằng là giỏi lắm được 8,5, 9 điểm là rất là tốt rồi, đúng không? Điểm văn thì sao? Điểm văn 10 có nghĩa không bao giờ có luôn, đúng chưa nhỉ? Tuy nhiên thì tiếng Anh thì mình hoàn toàn có khả năng lấy được cái điểm 10 đấy. Cho nên các bạn 2K9 ơi, những bạn nào đang xem livestream nhá thì nhớ cho cô, tiếng Anh sẽ là cái thế mạnh của các em, được chưa? Hãy bắt lấy cơ hội này đi. Em đang xem cái livestream này vào một cái thời điểm là bắt đầu năm học, đúng không? Cho nên cơ hội của em rất là nhiều. Hãy nhớ cho cô, hãy lấy tiếng Anh làm cái điểm mạnh của mình, được chưa nào? Tại vì sao? Cô nhắc lại này. Thứ nhất, đây là tại vì đây là cơ hội duy nhất các bạn. Các bạn không thể nào mà thi cấp 3 hai lần, đúng không? Thi đại học
cái thi hai lần thì được, nhưng thi cấp 3 thì chỉ có một lần duy nhất thôi. Nếu như em trượt là em sẽ trượt luôn, không thể nào làm lại được, được chưa? Thứ hai đấy là gì? 2K9 là một năm sinh vàng nhá. Rất nhiều các em bé đã được sinh ra vào năm 2K9 cho nên tỷ lệ chọn cực kỳ cao. Tại vì sao? Nhiều bạn học xếp đúng không? Nhưng mà trường học thì vẫn như thế, chỉ tiêu vẫn như thế thôi, cho nên là tỷ lệ chọn cực kỳ cao luôn. Tiếp theo là gì? Mình là cái năm mà cuối cùng học theo chương trình cũ rồi, chắc chắn đề của sở sẽ là đề khó chứ không thể nào đề dễ được, đúng chưa? Và thêm cái gì nữa đây? Đấy là gì? Mình có một cái dẫn chứng, đấy là gì? Năm nay nhá, sở Hà Nội đề không hề dễ một xíu nào, nhưng mà điểm tất cả các trường đều tăng, có trường tăng đến 2 điểm, đấy là tăng quá là nhiều, đúng chưa? Rất là lo lắng mọi người ơi. Và cuối cùng là cái gì đây? Rất là khó để em lấy được điểm cao môn toán, môn văn, được chưa nào? Cho nên giải pháp của mình là gì? Các bạn hãy lấy môn tiếng Anh làm thế mạnh của mình, được chưa? Tiếng Anh sẽ là cái môn nửa điểm cho các bạn. Có biết rằng là nhiều bạn chỉ dừng lại ở mức là 7 điểm, 8 điểm văn thôi, nhưng nếu như tiếng Anh các bạn 9, nếu như tiếng Anh các bạn 10, được chưa nào? Thì sẽ gỡ điểm rất là nhiều cho em, nhớ nha. Khi mà em đã đang ở trong cái livestream này là em đã rất là may mắn hơn mọi người khác rồi. Hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ cái lộ trình làm thế nào để em có thể lấy tiếng Anh làm cái môn gỡ điểm của mình để có thể đỗ vào cái trường cấp 3 mà em mong muốn, được chưa nào? Nhớ nha, tiếng Anh sẽ là cái môn gỡ điểm của mình, nhớ chưa nào? 2K9 ơi, mình có 5 lý do mà cô đã nói ở trên rồi. Và hôm nay thì cái livestream này sẽ dùng để làm gì? Sẽ dùng để hướng dẫn các bạn làm thế nào để các bạn có thể tận dụng tiếng Anh làm cái môn gỡ điểm của mình, được chưa? Sẽ là nói cho các bạn biết cái lộ trình làm thế nào để giờ này năm sau các bạn có thể đạt được 9 điểm tiếng Anh, 10 điểm tiếng Anh và có thể giúp các bạn cân bớt điểm toán, điểm văn để đỗ được vào những trường cấp 3 mà em mơ ước, được chưa nào? Ok. Ok, cô sẽ đọc comment một xíu nhé. Rồi, cô xin chào tất cả các bạn với mãi nói quá cái một comment của mọi người. Ok, hello bạn Phương Linh, hello bạn Nguyễn Khải, hello bạn Huyền Khanh. Rồi, ok. Đầu tiên này, trước khi bắt đầu mình đến với cái việc là mình học như thế nào thì mình cần có một cái bước đầu tiên rất quan trọng, đấy là việc xác định đúng mục tiêu của việc học, được chưa? Nào các bạn thử nghĩ xem, các bạn học với cái gì? Các bạn học với cái gì nào? Các bạn học tại vì là bố mẹ ép các bạn học, đúng không? Bố mẹ bảo là học đi, mày vào trường này, vào trường kia đi, thế nên các bạn mới học, đúng không? Hay là các bạn học để làm gì? Học để cho thầy cô vui lòng, thầy cô bảo là lớp mình cố gắng hết tất cả đỗ cấp 3 này, cho nên vì thầy cô nên các bạn học. Hay là các bạn học tại vì là do bạn bè của các bạn, tất cả người học cho nên các bạn học với nhau. Đấy, đấy có phải là do đấy, có phải đấy là lý do học của em không? Nếu như thế thì cô xin được chia buồn với các bạn nha. Đấy không phải là cái mục đích đúng của việc học đâu mọi người ơi. Học là vì bản thân của em, được chưa? Các bạn có thể bảo với cô là gì? Cái việc thi cấp 3 học trường gì nó chả quan trọng lắm đâu. Quan trọng là em học đại học trường gì, em làm việc ở đâu, đấy mới là quan trọng, đúng không? Nhưng em ơi, nghĩ lại đi. Có những trường cấp 3 nhé, chỉ có khoảng tầm 20-30% các bạn là sau khi tốt nghiệp xong các bạn học đại học, còn lại là sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ dừng lại luôn, các bạn sẽ đi tìm những công việc khác luôn, các bạn lập gia đình luôn, được chưa? Khi mà em học một cái trường đấy thì em có chắc chắn với cô được rằng là em sẽ nằm trong số 20-30% các bạn mà tiếp tục học đại học không, đúng không? Mà thậm chí nhé, kể cả khi em nằm trong cái số ít học đại học như thế thì liệu đấy có đúng là cái ngành, cái trường mà em mong muốn không? Có chắc chắn là em sẽ học hết đại học rồi em sẽ làm được đúng cái công việc mà em mong muốn không, đúng chưa? Cho nên nhớ với cô này, một trường cấp 3 tốt nhé sẽ cho em một cái môi trường học tập tốt, được chưa? Khi mà xung quanh mình đến những người giỏi ấy, thì bản thân sẽ có động lực để cố gắng hơn, được chưa nào? Thật ra ấy, nó không chỉ là câu chuyện đơn giản câu chuyện học đâu, nó còn là câu chuyện về những cái mối quan hệ sau này cơ. Em cứ tưởng tượng đi, khi mà em quen những cái người giỏi thì rõ ràng là sau này tương lai của em sẽ sáng sủa hơn rất là nhiều, đúng không? Các bạn có thể nói cô là ở đâu có người giỏi thôi, cô đồng ý. Có những trường cấp 3 không hề danh tiếng nhưng vẫn có những người giỏi, đồng ý là như vậy. Nhưng nếu như em học ở một trường cấp 3 tốt nhé, thì chắc chắn cái tỷ lệ người giỏi sẽ nhiều hơn rất là nhiều, đúng không? Và khi em được đặt trong cái môi trường như vậy, chắc chắn tương lai của em sẽ sáng lạng hơn. Chuyên nhớ nha, những bạn nào còn đang nghĩ rằng là gì, em học tại vì là bố mẹ em bảo thế, em học tại vì thầy cô giáo em bảo thế, em học tại vì là bạn bè em học thế, em học theo, đấy là hoàn toàn sai, được chưa? Mình học là vì tương lai của mình. Em nhớ nha, em phải chiến đấu để em quyết định được là môi trường mà mình sẽ ở là ở đâu, được chưa? Đúng không? Ok. Thì đến cái phần tiếp theo luôn, đấy là khi mà mình đã xác định được đúng mục tiêu của mình rồi thì mình cần phải làm gì, được chưa nào? Rồi, ok. Cô sẽ đọc thử comment một xíu nha. Hiện tại là có 26 bạn đang xem. Rồi, ok, để xem nào. Hello bạn Nguyễn Văn Tài, hello bạn Đức Anh, hello bạn Thuận Nguyễn. Rồi, ok, cô nhắc lại này, những bạn nào mà đang xem livestream này, bạn ấy rất là may mắn nha. Tại vì cái livestream này không phải là một cái livestream chữa đề bình thường đâu, mà livestream này là livestream định hướng cho các bạn để các bạn có thể đạt được 8+9+ tiếng Anh dành riêng cho các bạn 2K9, được chưa? Những bạn mà năm nay các bạn sẽ thi vào 10 đúng không? Thì nhớ nha, khi mà em đã xem được cái livestream này rồi em vô cùng là may mắn, được chưa? Ok, mình sẽ đến với cái phần tiếp theo luôn. Bây giờ cô sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về việc là bây giờ mình phải làm thế nào để mình sau khi mình xác định được đúng mục tiêu học rồi, đúng không? Em học với bạn thân em rồi thì bây giờ phải làm thế nào để em có thể đạt được 8+9+ tiếng Anh trong vòng năm học tiếp theo mọi người nhé. Ok, rồi, ok.
Đầu tiên đấy là mình sẽ có giai đoạn của mình sẽ tổng cộng là có 4 giai đoạn. Được chưa nào? Lộ trình của mình khi đạt được 8 cộng sẽ phải đi theo đúng 4 giai đoạn này. Có những người, có những lớp học nhá, thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ có thể ngay lập tức tháng 7 vào bắt các bạn luyện đề luôn. Đấy là cực kỳ phản khoa học luôn. Tất cả những lộ trình chuẩn nó sẽ phải theo 4 giai đoạn như thế này. Đầu tiên để lấy gốc ngữ pháp này, thứ hai là trau dồi từ vựng, thứ ba là mài dũa kỹ năng đọc hiểu, và thứ tư mới là luyện đề. Được chưa? Cô sẽ chia sẻ về từng cái giai đoạn này ở những cái slide sau mọi người nhá. Ok, mình sẽ đến với cả phần đầu tiên, đấy là phần liên quan đến việc là lấy gốc ngữ pháp thì lấy gốc như thế nào. Trên đây thì cô đã liệt kê ra những cái phần ngữ pháp mà thường hay gặp của lớp 9, được chưa? Mình có phần tenses, tức là phần các thì này, được chưa? Mình có là subject verb agreement, đây là hòa hợp giữa chủ ngữ vị ngữ, giống như kiểu là số ít số nhiều các bạn hay học ấy. Passive voice thì nó sẽ là câu bị động, được chưa nào? Thì đó, đây là những cái phần ngữ pháp mà các bạn sẽ được gặp trong cái chương trình lớp 9 của mình, được chưa? Và bây giờ nhá, mình học ngữ pháp đây là mình biết được nó là ngữ pháp thôi. Bây giờ mình học như thế nào thì mới là quan trọng, đúng không? Ok, mình sẽ đến với phần tiếp theo luôn. Đấy là việc là em học ngữ pháp, học như thế nào, được chưa nào? Đầu tiên, đấy là em sẽ phải ghi chép khoa học. Tại vì sao? Nếu như bây giờ cô gửi cho các bạn một cái tài liệu ngữ pháp nha, có thể là rất đầy đủ, đúng không? Có thể rất đầy đủ, rất chi tiết, rất đúng luôn. Nhưng vấn đề là ngữ pháp nó là những cái công thức rất là dài, cái ví dụ rất là dài, được chưa? Nếu như mà nó sẽ chỉ là những cái dòng chữ thôi thì cô đã cá chắc rằng là các bạn sẽ không thể nào mà học hiệu quả được. Cho nên cái việc mà em ghi chép ngữ pháp khoa học là một cái rất là tốt rồi ạ. Nhớ nhá, các bạn có thể tham khảo cái mẫu ghi chép ở trên mạng. Tức là gì? Nếu như mà là công thức chẳng hạn thì các bạn đóng khung vào, đúng không? Hoặc là nếu như có ví dụ thì các bạn gạch chân những cái từ quan trọng chứ nào, thì đấy là cái cách ghi chép khoa học để sau này khi em học nó tốt hơn này, và kể cả khi em ôn lại cũng sẽ dễ hàng hơn, được chưa? Vậy nha, điều đầu tiên là gì? Khi mình học ngữ pháp nhá, mình sẽ phải ghi chép thật là khoa học, được chưa? Ok, tiếp tục. Cái thứ hai em cần lưu ý khi học ngữ pháp là gì? Đó là các bạn cần sẽ phải làm gì đây? Sẽ phải học theo phương pháp cuốn chiếu. Tại vì sao? Như là từ vựng nhá, thì mình sẽ phải ôn lại nhiều lần, đúng không? Nhưng mà đối với riêng ngữ pháp thì phải học cuốn chiếu, tức là như thế nào? Có để trong học kết như thế nào đây? Tức là khi em học một cái chuyên đề ngữ pháp chẳng hạn, giả sử như là chuyên đề ngữ pháp về thì, đúng chưa nhỉ? Thì đấy, thay vì là việc em học mỗi thứ một tí, đấy học một tí, xong rồi ngày hôm sau thì học thêm một xíu nữa, xong rồi đến tuần sau thì học lại một tí nữa, không nên học như vậy đâu. Học ngữ pháp nhé, mình sẽ phải học theo cuốn chiếu, tức là sao? Em sẽ học một chuyên đề đến khi nào mà em hiểu thật hiểu chuyên đề đấy thì thôi, làm bài tập đúng hết thì thôi, được chưa? Đừng có học dàn trải ra. Học cuốn chiếu tức là gì? Học một chuyên đề thật vững chuyên đề đó, làm bài tập được thật đúng, được chưa nào? Sau đó thì mình mới chuyển sang chuyên đề khác, chứ không nên học dàn trải mỗi thứ biết một tí rồi mình ôn lại, được chưa? Ok, đấy là phần ngữ pháp nha. Hai cái lưu ý của cô cần nhắc với các bạn trong phần này là gì? Thứ nhất, đấy là em tìm cho mình cái phương pháp ghi chép thật là khoa học, được chưa? Và thứ hai là gì? Hãy học theo phương pháp cuốn chiếu, tức là sao? Học chuyên đề nào là hiểu chuyên đề đấy, chứ không phải là học mỗi thứ một tí nhưng đến khi ôn lại là không hiểu gì, được chưa? Nhớ nhé, học cái gì là chắc cái đấy luôn, đấy mới là cách học ngữ pháp, được chưa nào? Ok, tiếp tục mình sẽ sang đến cả giai đoạn thứ hai. Đấy là giai đoạn liên quan đến phần từ vựng. Cô nghĩ rằng là từ vựng này là một phần các bạn rất là sợ, ấy, có phải thế không? Ngữ pháp có thể không ai sợ lắm đâu. Tuy nhiên phần từ vựng rất là sợ. Thì bây giờ cô ở đây để chia sẻ cho các bạn biết là các bạn học từ vựng như thế nào, được chưa nào? Đầu tiên đấy là mình sẽ học từ vựng cơ bản. Học từ vựng cơ bản thế nào đây? Tức là cái bước này nhé, mình chia làm hai giai đoạn nha. Thì giai đoạn đầu tiên là học từ vựng cơ bản. Cái này thì các bạn giúp cô là học từ vựng theo chủ đề, được chưa? Giả sử như kiểu là unit 1 mình có là chủ đề family chẳng hạn, chủ đề gia đình chẳng hạn, thì em sẽ học tất cả những thứ liên quan đến gia đình, được chưa nào? Chủ đề thứ hai mình sẽ có là chủ đề environment, là chủ đề liên quan đến việc môi trường, đúng không? Thì mình sẽ học chủ đề môi trường, học tất cả các từ vựng liên quan đến cái chủ đề đấy, được chưa? Không nên học theo là học theo ABC là học theo gì cả. Hãy nhớ nhá, giai đoạn đầu tiên hãy học từ vựng cơ bản theo từng chủ đề, được chưa nào? Nhớ nhá. Cái phần cái giai đoạn này thì các bạn chỉ cần giúp cô là gì, em nhớ được từ đấy và em nhớ được cái nghĩa của từ đó đã là thành công rồi, được chưa? Nhắc lại này, mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có giai đoạn đầu tiên của học từ vựng, đấy là học từ vựng cơ bản, và từ vựng cơ bản thì học theo chủ đề, được chưa nào? Và các bạn chỉ cần nhớ được nghĩa thôi là các bạn đã thành công ở giai đoạn này rồi, được chưa? Tiếp tục, sau khi các bạn đã nắm được tất cả các từ vựng chủ đề của các bạn rồi thì bây giờ mình cần phải làm gì? Đấy là mình sẽ học theo cái từ vựng nâng cao. Học từ vựng nâng cao thì sẽ học cái gì đây nha? Từ vựng nâng cao theo các bạn là mình sẽ học cái gì? Nào cô lấy một cái ví dụ như sau nhé. Giả sử như kiểu là cô cho các bạn cái từ nhà hàng ấy. Cái từ nhà hàng bắt đầu chữ R ấy, nào có ai biết cái từ đấy không? Chắc chắn là các bạn biết cái từ đó đúng không? Cái từ nhà hàng rất là quen đúng không? Nhưng từ nhà hàng đấy mình đọc như thế nào? Cô đoán rằng là khá nhiều bạn đang xem livestream này vẫn còn đọc sai cái từ đấy đúng không? Nào các bạn thử giúp cô đi, bây giờ các bạn thử nhẩm đi. Nếu như mà có Zoom các bạn có thể voice lên đúng không? Nhưng bây giờ đang ở livestream các bạn không thể nào mà nói cho cô nghe được. Thì các bạn thử nhẩm đi. Cái từ nhà hàng ấy các bạn đọc như thế nào? Cô đoán rằng là các bạn sẽ đọc là restaurant, lại đọc là restaurant, có phải không? Restaurant. Nếu như các bạn đọc như thế thì cô xin được chia buồn vì các bạn đã đọc sai hết cái từ đấy rồi. Cô biết rằng là rất nhiều bạn đọc sai từ đấy luôn đúng không? Tại vì sao? Các bạn chỉ học cái nghĩa thôi, biết từ đấy là nhà hàng thôi nhưng không hề quan tâm là cách đọc nó như thế nào, được chưa?
Cho nên nhớ nha, học từ vựng nâng cao thì mình thứ nhất phải quan tâm là phát âm của nó như thế nào, trọng âm của nó như thế nào. Và cái từ đấy, khi từ đấy nó là restaurant, không phải là restaurant, được chưa mọi người? Restaurant nhé. Thì nhớ này, học từ vựng nâng cao thứ nhất là em phải nhớ cho cô về việc là gì, học nghĩa của từ, nhưng mà phải học cái gì nữa, học cách phát âm, học trọng âm của từ đấy, được chưa? Đấy mới là từ vựng thật sự nhé mọi người ơi. Tiếp tục, thay vì là học mà phát âm trọng âm xong rồi thì mình sẽ học cái gì nữa nào? Nào, sau khi mà học được phát âm trọng âm của cái từ đấy rồi nhé, thì mình sẽ học nâng cao thế nào nữa? Giả sử như việc là em học một cái động từ pollute, nó sẽ mang nghĩa là làm ô nhiễm, đúng không? Thì em hãy học cho cô tất cả những từ mà liên quan đến cái từ đấy, được chưa? Pollute mình đã học là động từ, thì bây giờ mình sẽ mở rộng ra, mình học cả danh từ của nó, được chưa? Mình có hẳn hai cái danh từ cơ. Mình có là danh từ gì? Pollution sẽ là sự ô nhiễm, đúng không? Hoặc là mình có từ pollutant, nó sẽ mang nghĩa là chất gây ô nhiễm, được chưa? Thì nhớ nhé, mình học một từ, hãy học mở rộng ra tất cả các từ loại của nó, học cả dạng danh từ, động từ, tính từ, có tất cả những từ gì mình sẽ học hết. Đấy sẽ học từ vựng nâng cao, được chưa? Tiếp tục này, khi mà mình học từ vựng cao mình sẽ làm gì nữa? Mình sẽ học thêm cả những từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nó nữa. Đấy mà từ vựng nâng cao, được chưa nào? Thay vì việc là em học một từ, em biết đúng cái nghĩa của nó thôi, thì bây giờ em mở rộng ra, nhớ đến từ này thì em phải nhớ luôn là gì? Nó đồng nghĩa với từ nào, nó trái nghĩa với từ nào, được chưa? Ok. Và cái cuối cùng liên quan đến từ vựng nâng cao là gì? Các bạn hãy để ý cho cô, thật là để ý đến những cái từ mà nó trông thì nó giống nhau nhé, nhưng mà nghĩa của nó khác nhau, được chưa? Những từ nào mà trông nó càng giống nhau thì em lại càng phải để nó cạnh nhau để em học, được chưa nào? Em phải nhìn xem chúng nó khác nhau, cái chữ nào đấy, cái một cái chữ cái nào nó khác nhau là nghĩa nó khác nhau rồi, được chưa? Cho nên càng những từ mà nó giống nhau thì mình càng phải đặt nó cạnh nhau để mình học, được chưa? Ok, cô sẽ nhắc lại về giai đoạn từ vựng này nha. Thứ nhất, đấy là từ vựng cơ bản. Phần này thì dễ thôi, các bạn chỉ cần nhớ được nghĩa của từ theo từng chủ đề là các bạn thành công rồi. Nhưng nếu như em muốn làm được bài đọc này, em muốn đến những cái điểm như là điểm 8, điểm 9, điểm 10 thì bắt buộc các bạn phải học từ vựng nâng cao, được chưa? Thì từ vựng nâng cao gồm cái gì? Sẽ gồm thứ nhất là với phát âm trọng âm, được chưa nào? Học một từ phải học luôn và dạng phát âm trọng âm của nó nữa. Tiếp tục là học cái gì nữa? Học một từ sẽ học hết tất cả những từ họ hàng của nó, học hết cả dạng danh từ, động từ, tính từ, trạng từ của nó, được chưa? Thậm chí có những từ nhá, nó có hai danh từ cũng phải học cả hai danh từ luôn, được chưa nào? Tiếp tục là học một từ thì mình sẽ học thêm cái gì? Học thêm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa của nó nữa, được chưa? Và cái thứ tư là gì? Học những cái từ nó giống nhau, được chưa? Trông nó giống nhau nhưng nghĩa nó khác nhau thì mình phải đặt nó cạnh nhau để mình phân biệt nó, được chưa nào? Đấy là cách để học từ vựng tốt. Và có một bạn hỏi cô là cách thế nào để dễ nhớ hơn không ạ? Thì cô sẽ gợi ý các bạn sau. Đấy là phần từ vựng này thì nó hoàn toàn khác so với phần ngữ pháp. Tại vì sao? Phần ngữ pháp là các bạn học cuốn chiếu, đúng không? Các bạn sẽ học là gì? Học một chuyên đề, sau đó làm bài tập của chuyên đề đấy luôn, được chưa? Sau khi học hiểu chuyên đề đấy rồi thì mình mới chuyển sang học chuyên đề khác. Tuy nhiên, nếu như các bạn áp dụng nguyên cái việc học ngữ pháp đấy vào từ vựng, chắc chắn các bạn sẽ fail luôn. Tại vì sao? Từ vựng các bạn phải học theo phương pháp tiếng Anh gọi là repetition, tức là phương pháp nó phải lặp lại, được chưa? Tức là gì? Hôm nay em học được 30 từ, đúng không? Em có thể rất nhớ, nhưng chỉ cần 2 hôm sau em không gặp thôi là em sẽ quên ngay, được chưa? Từ vựng có một đặc điểm là gì? Các bạn bắt buộc phải ôn đi ôn lại nhiều lần. Em phải gặp cái từ vựng đấy khoảng tầm 10-15 lần thì em mới nhớ được cơ. Chuyên nhớ này, đừng có mà cố gắng nhồi nhét. Học 100 từ vựng một ngày không thể nào học được đâu, nhớ chưa? Nhớ là mình học, nhưng mình phải ôn lại. Nhớ nhé, học từ vựng bắt buộc các bạn phải ôn lại thì các bạn mới có thể nhớ được, chứ không thể nào mà nhồi nhét 100 từ trước khi đi thi. Em đọc 5.000 từ vựng để hy vọng dẫn thi em nhớ, không bao giờ có dạng đấy, được chưa? Không bao giờ có chuyện là gì em học một ngày hôm sau em nhớ được luôn, hôm sau em học được 30 từ, đúng không? Thì hôm sau em không ôn lại, em chỉ được 5 từ thôi, được chưa nào? Nhớ nhé, nó khác với học ngữ pháp nha. Ngữ pháp là các bạn sẽ học nha, học cuốn gói, học cái gì xong cái đó thì mình hiểu thì mình chuyển sang phần khác. Tuy nhiên từ vựng bắt buộc phải có một bước là bước ôn lại, được chưa? Ok, nhớ cho cô nha. Đấy là về học từ vựng, mình sẽ có hai phần là học từ vựng cơ bản và học từ vựng nâng cao, được chưa? Ok, tiếp tục mình sẽ đến với cả giai đoạn số 3. Đấy là giai đoạn gì? Đấy là giai đoạn đọc hiểu, được chưa? Ok, rất nhiều bạn bảo với cô là em sợ phần này lắm. Các bạn có sợ không? Chắc chắn là sợ, đúng không? Phần này được coi là phần khó nhất trong đề thi mà. Thì bây giờ tại sao đọc hiểu đã được coi là giai đoạn số 3? Tại vì sao? Khi mà em không có từ vựng, em không thể nào đọc hiểu được, kể cả em có kỹ năng thế nào chăng nữa. Nhưng em không có từ vựng, giả sử như là một bài đọc về chủ đề môi trường nhá, thì ít nhất em phải biết được khoảng tầm 30-50 cái từ vựng liên quan đến cái chủ đề đấy thì em mới làm được, đúng chưa? Cho nên nhớ nha, đọc hiểu bắt buộc sẽ phải học sau từ vựng, chứ không thể nào là gì vừa thắng bệnh khai giảng một cái bắt đầu học luôn đọc hiểu, là không thể nào, đúng chưa nhỉ? Đọc hiểu bắt buộc em phải có từ vựng thì em mới đọc được, đúng chưa? Tuy nhiên không phải là chỉ cần từ vựng là em sẽ đọc được, mặc dù từ vựng rất là quan trọng, đúng không? Tuy nhiên thì đọc hiểu nhá, ngoài cái việc là em hiểu từ vựng ra, nhưng em có chắc chắn được là gì? Em chắc chắn được là tất cả từ vựng xuất hiện trong bài đọc em đều hiểu không? Cô khẳng định với các bạn luôn, đến bản thân cô là giáo viên rất là nhiều năm rồi, nhưng có những bài đọc có những từ mới, được chưa nhỉ? Mình không thể nào mình kiểm soát tất cả những từ mới đó, được chưa? Có những từ mới mình không thể nào hiểu được, cho nên từ vựng nó chỉ là một phần thôi. Còn cái quan trọng của đọc hiểu là cái gì? Đấy là cái kỹ năng xử lý từng dạng bài, được chưa? Nhớ nha, đọc hiểu thì mình cần có vốn từ, nhưng mà mình cũng cần có kỹ năng xử lý từng dạng bài. Tôi sẽ lấy ví dụ như sau nhé.
có những cái đề thi như này. Đây cô sẽ mở sang slide tiếp theo nhé. Đấy là một cái vài cái dạng bài mình hay gặp. Đây là cô đã nghiên cứu rất là nhiều những cái đề thi vào 10 của rất là nhiều tỉnh rồi. Thì đây sẽ là thường là những cái dạng bài mà hay gặp nhất ở trong phần đọc hiểu, được chưa? Nó sẽ có tổng cộng là 5 dạng, cô list ra được ở đây. Thứ nhất, đấy là tìm thông tin để nhắc đến trong bài hoặc là không được nhắc đến trong bài, được chưa nào? Tiếp tục đấy là đại từ thay thế, tức là những cái như gọi là which, là that, nó kia. Nó bắt em hỏi cái từ which này nghĩa là gì? Đấy là phần đại từ thay thế, được chưa? Tiếp tục là cái câu từ đúng nghĩa. Tiếp tục mình có câu hỏi suy luận và cùng là câu hỏi tìm ý chính, được chưa nào? Vấn đề ở đây là gì? Khi các bạn biết được từ vựng đúng không? Nhưng mà chắc chắn là gì? Không thể nào biết được 100% từ vựng bài đọc. Nếu như em biết được như thế thì em giỏi quá rồi đúng không? Em không cần kỹ năng gì cả, em hiểu hết bài đọc rồi thì rõ ràng em sẽ làm được, đúng chứ nhỉ? Tuy nhiên rất là khó để mình hiểu được 100% bài đọc. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình có từ vựng và mình phải kết hợp với tất cả những thứ là cái gì đây? Tất cả những cái kỹ năng làm từng dạng bài một. Cô lấy ví dụ như sau nhé. Giả sử kiểu là câu hỏi tìm ý chính, đây là cái câu hỏi cuối cùng cô để ở dưới đây, câu hỏi tìm ý chính thì chắc chắn là em phải đọc cả bài thì em mới làm được đúng không? Câu hỏi tìm ý chính của bài mà nó hỏi là đoạn văn này là nói về cái gì, rõ ràng là em sẽ phải đọc đúng không? Em đọc hết cả bài em mới hiểu được, em mới chọn được. Tuy nhiên có những câu, giả sử như câu tìm đại từ thay thế hoặc là những câu tìm thông tin nhắc đến trong bài, em chỉ cần đọc một dòng duy nhất thôi là em đã làm được rồi, đúng chưa? Thế đây là cái gì? Mỗi dạng bài cũng có cái chiến thuật khác nhau, cho nên nhớ nhé, từ vựng là một phần rất quan trọng. Tuy nhiên nếu như em chỉ có từ vựng thôi mà em không có những cái kỹ năng cho từng dạng bài, chắc chắn bài đọc hiểu của em sẽ rất là tốn thời gian và không thể nào đạt được hiệu quả đâu, được chưa? Mỗi dạng bài này mình sẽ có một cái kỹ năng riêng, cái chiến thuật riêng. Cái này mình đọc câu hỏi trước hay là mình đọc trên bài trước, mình tìm đáp án trước hay là mình suy luận trước, thì đấy là từng dạng bài nó sẽ có từng cái chiến thuật riêng, được chưa? Nhớ nha, khi em làm đọc hiểu bắt buộc em sẽ phải có hai cái. Thứ nhất là từ vựng, thế nào chắc chắn nếu có từ vựng thì mới đọc được, nhưng từ vựng chưa phải là tất cả đâu. Các bạn sẽ phải làm thế nào để nắm được tất cả cái chiến thuật làm từng dạng bài một thì các bạn mới có thể chinh phục đọc hiểu được mọi người nhé. Rồi ok, tiếp tục nha, mình sẽ đến với giai đoạn cuối cùng. Đấy là giai đoạn gì đây? Giai đoạn cuối cùng là gì mọi người? Vừa nãy cô nói với các bạn có nhớ không nào? Giai đoạn cuối cùng là gì cả nhà ơi? Giai đoạn cuối cùng sau khi mà mình đã chinh phục được tất cả những cái bài đọc hiểu rồi, biết được từng cách làm của từng bài rồi, làm bài đọc hiểu 5 câu đúng 5 câu, 7 câu đúng 7 câu rồi, thì bây giờ mình sẽ đến với cái giai đoạn cuối cùng, đấy chính là giai đoạn thực chiến luyện đề. Tại sao cô lại nói đây là thực chiến? Thực chiến như thế nào? Là em phải cầm dao, cầm súng đi chiến đấu, đúng không? Đề thi là một trận chiến mà, đúng không nhỉ? Đấy, thi vào 10 rất là cam go luôn, như là một trận chiến. Cho nên giai đoạn 4 là gì? Em chính thức là gì? Sau khi em đã học hết ngữ pháp rồi, học hết từ vựng rồi, được chưa? Học hết tất cả đọc hiểu rồi, thì bây giờ đến lúc em sẽ phải chiến đấu với cái đề thi thật. Như thế nào? Cô biết rằng là rất nhiều bạn ở đây, cô đoán chắc chắn rằng là rất nhiều bạn ở đây sẽ là gì? Khi mà em làm một cái dạng bài nhé, em làm một dạng bài có những giả sử như kiểu là từ gì bây giờ? Giả sử như kiểu là thì hiện tại đơn đi, đúng không? Hoặc là câu điều kiện đi. Các bạn làm cực kỳ chân chu luôn, làm đúng từ đầu đến cuối luôn, đúng không? 20 câu cho các bạn làm đúng cả 20 câu, đúng không? 20 câu về phần câu điều kiện đúng cả 20 câu, 20 câu về phần câu gián tiếp đúng cả 20 câu. Tuy nhiên, khi các bạn bắt đầu gặp nghĩa từ đấy, gặp những câu đấy, đúng là những câu đấy luôn, nhưng ở trong đề thi thì các bạn lại làm sai, có phải đấy không? Nào những bạn nào mà gặp tình trạng như thế thì giúp cô thả cái like của xem nào. Nào những bạn nào gặp tình trạng như thế là gì? Tức là gì? Em làm một cái phần ngữ pháp thì rất đúng, rất dễ, rất đơn giản, đúng không? Làm đúng hết luôn, nhưng khi em gặp cái phần đấy, đúng là cái câu đấy luôn, nhưng em gặp trong đề thì em lại làm sai. Có bạn nào gặp tình trạng như thế thì thả cho cô cái like đấy. Cô đã bắt đầu gặp những cái like, cái tin đó nó bắn lên rồi, đúng không? Chứng tỏ là rất nhiều bạn như thế, đúng không? Thì bây giờ cô đang ở đây để giúp các bạn làm gì? Giúp các bạn là làm thế nào để mình luyện đề được hiệu quả, được chưa? Thì đấy nhá, cái dấu hiệu đấy chính là cái việc mà các bạn đã thiếu cái kỹ năng luyện đề, được chưa nào? Thì cái bước đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đấy là các bạn cần sẽ phải làm quen các đề thi chuẩn. Tại vì sao? Nào ok, có rất nhiều đề tràn lan trên mạng đúng không? Mỗi sở có một cái kiểu đề khác nhau, mỗi trường có một kiểu đề khác nhau. Tuy nhiên các bạn cần biết được là các bạn thi ở sở nào và đề của các bạn là đề như thế nào, được chưa? Đề các bạn có tự luận không hay đề các bạn chỉ có trắc nghiệm thôi? Đề các bạn có mấy bài đọc, có bài đọc dạng nào, được chưa? Đề các bạn có phần phát âm không, có phần trọng âm không? Tất cả cái này các bạn cần phải biết được trước khi các bạn đi thi nhá. Không phải là đến tận khi hôm em đi thi rồi em mới biết được là đề của em thế nào, được chưa? Em chắc chắn sẽ phải biết được là cấu trúc của đề bao nhiêu câu, 40 câu hay 50 câu, có mấy bài đọc, có phần phát âm trọng âm thế nào, có phần đồng nghĩa trái nghĩa hay là có phần sửa đổi sai, hay là có phần tự luận, có phần viết đoạn văn không. Chắc chắn em phải biết được là em thi cái gì, được chưa? Đấy là bước đầu tiên các bạn cần phải là gì? Làm quen với các đề thi chuẩn. Và nó liên quan đến bước thứ hai luôn, đấy là các bạn nắm vững cấu trúc đề thi, được chưa? Sau khi quen rồi bắt buộc các bạn phải nắm vững là gì? Bây giờ một đề của mình nhá, mình có 50 câu, có 40 câu đúng không? Mình được làm trong 30 phút đúng không? Thì đấy phải chia ra nắm vững cấu trúc đề thi, làm phần nào trước, làm phần nào sau, được chưa nào? Đấy là bước thứ hai. Tiếp tục bước số 3 sẽ là bước mà cô vừa mới nói xong, đấy là gì? Mình sẽ phải sắp xếp thời gian thế nào, sắp xếp thứ tự thế nào, căn thời gian cho chuẩn, được chưa?
có những đoạn nha, thì các bạn ý làm đề như thế nào, các bạn ý làm đề đầu đến cuối, giả sử như kiểu là em đi thi đúng không, em gặp là cái đề thi nó đạn hết các đoạn vị trí các câu lên đúng không, em làm bài đọc đầu tiên và bài đọc cực kỳ khó đúng chưa, cho nên là các bạn tốn rất nhiều thời gian làm bài đọc cho đến khi các bạn làm cái câu ở dưới những câu dễ hơn thì các bạn lại vội lại ẩu, dẫn đến việc là gì, những cái bài đọc thì em có thể làm chỉn chu nhưng những cái phần ở dưới đáng ra là phần cho điểm thì các bạn lại sai được chưa. Cho nên nhớ nha, bước thứ ba rất quan trọng nhé, các bạn hãy sắp xếp thứ tự làm các phần được chưa nào. Giả sử như kiểu là em rất thích làm trọng âm chẳng hạn, em làm cái đấy trước đi được chưa, hoặc là em rất thích phần sự lỗi sai thì em làm trước đi, hoặc là em rất thích phần ngữ pháp thì em làm trước, bài đọc em sợ thì em làm sau được chưa. Đấy là các cái việc là gì đây, các bạn cần phải sắp xếp thứ tự làm các phần căn chỉnh nó thật là hợp lý được chưa. Tiếp tục nha, nghĩa sang bước số 4 và bước số 5. Ok, mình có tập cộng là 5 bước rồi nhá. Tiếp tục, đấy là bước số 4, các bạn cần phải tạo cái thói quen là gì, luôn luôn rà soát lại bài thi trước khi nộp được chưa. Có những bạn đi luyện đề với cô nhé, các bạn ý nộp bài có 40 câu nhưng các bạn chỉ quanh 39 câu thôi, một câu các bạn bỏ, mà nếu như đi thi em bỏ một câu để tự vứt đi của mình 0,2 điểm, 0,25 điểm thì còn gì đúng không. Có những bộ, có những sở sẽ là 50 câu với 0,2 đúng không, có những sở thì là 40 câu là 0,25 đúng chưa, nhưng em bỏ sót lại một câu tức là gì, tức là em đã tự cho người ta, cho đối thủ của em 0,25 điểm luôn còn gì nữa. Nhớ chưa nào, nhớ khi mình làm đề xong bắt buộc mình sẽ phải rà soát lại toàn bộ bài thi được chưa. Khi em làm bài nhé, có câu nào khó, câu nào phân vân, em cứ đánh một dấu sao to đùng vào được chưa. Sau đó khi mà em lục bài, gần đến khi lục bài rồi thì sẽ rà soát lại một lần nữa để chắc chắn những câu đấy được chưa nào. Bước cuối cùng, đấy là bước cuối cùng sẽ là bước quan trọng người nhé. Rất nhiều bạn quên mất cái bước này của cô đây. Ok, đấy là khi mà em làm xong bài rồi đúng không, thì sẽ phải theo dõi kết quả và ghi lại những cái lỗi sai mắc phải được chưa. Có nhiều bạn luyện đề rất là vô tri hay nào, thì các bạn cứ luyện đề thôi, cứ làm thôi, cứ làm được đề này được 7 điểm, đề sau được 8 điểm, đề sau được 9 điểm, đấy cứ kệ biết thế thôi, nhưng không hề xem lại để biết rằng là mình sai ở đâu được chưa. Nếu như em cứ làm như thế nhá, cứ làm là 7 điểm thì mãi mãi là cái điểm 7 của em nó chỉ đứng ở đấy thôi. Nhưng nếu như 7 điểm nhưng em biết được là mình sai những phần nào, biết được là mình sai những câu nào được chưa, thì chắc chắn rằng là em sẽ có thể cải thiện cái điểm 7 đến thành điểm 8, điểm 9, thậm chí là điểm 10 như thế nào. Còn nếu như các bạn nhá, cứ làm thôi, cứ làm được bao nhiêu điểm thì điểm, kệ nó đúng không, thì chắc chắn là cái việc luyện đề này sẽ không hiệu quả đâu. Và tất cả những bạn học lớp ban đầu của cô ấy, thì cô sẽ luôn luôn có là gì, trong cái lớp luyện đề ấy, sẽ luôn luôn có một cái là quyển nhật ký luyện đề được chưa. Mười quyển nhật ký luyện đề giúp em làm gì, sau mỗi cái đề đấy thì các bạn bắt buộc phải ghi lại là các bạn sai những cái lỗi nào được chưa nhỉ, sai những lỗi nào và sửa như thế nào thì điểm các bạn mới tăng được. Nhớ cho cô nhé, nếu như em chỉ làm đề thôi mà em không biết rằng là mình sai ở đâu, em chỉ dừng lại ở việc là gì, làm đề này được 7 điểm, làm đề kia được 8 điểm, thế là lớp đề của em đang bị fail rồi, không hề thành công đâu. Nhớ là mình phải biết là mình sai ở những cái chỗ nào được chưa, để mình có thể cải thiện, thì đấy mới là lớp đề hiệu quả rồi nhé.